Xin chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay thì công ty cờ bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chia như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính, mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này thì rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, mình sẽ lấy cho anh em xem này. Đây, rất là mỏng anh em nhé. Anh em là đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây nó có hai cái kính, mình sẽ lấy được hai cái anh em cặp này. Đấy, khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này. Đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy, cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó sẽ trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay, tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Đây, với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy, thế thì bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy, nhìn nó như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên trong tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào sẽ là như thế nào nhé. Đây, đấy, anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này, con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy, con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, A này, đấy, K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất. Nhưng sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này, là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy, nhìn thấy cả chất này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con cho anh em con rô nhá. Con rô đánh dấu đây, con rô lại đánh dấu sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bảy rô này. Đấy, nhìn thấy cả chất, nhìn rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy, nhìn số chưa. Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp tròng thật này của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên này mình có những cái kính như là những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi cũng rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và kính Mỹ hộp gỗ này, đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Thì trụ sở thì mình có hai trụ sở chính là Hà Nội và Sài Gòn. Thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện để cho các bạn dùng. Đấy. Còn về cái mẫu bài các bạn có thể nhìn đấy, rất là nhiều mẫu bài. Các bạn ở nước ngoài hay chơi những bài nhựa Hàn Quốc, Nhật Bản thì có thể đặt bên nhà mình làm nhé. Đấy, đấy, những cái bài loại bài sơ này, bài loại nhựa nước ngoài này. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình nhá, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Và mình chỉ là trong cái đại lý lớn phân phối về đồ cờ bịp này, trong tất cả các dòng sản như máy đánh bài hay là quần áo đổi bài hay là mọi thứ liên quan đến đồ bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo nhá. Cái video tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em cái video đó là cái máy đánh bài mã vạch, một trong những cái công nghệ đánh bài bịp đỉnh cao. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp
CVK Việt Nam này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, những cái dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy bài CAC 700 này, CVK 900 này, CVK 680S và một con máy bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho các bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC 700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Cái này thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, binh Ấn Độ, binh sập sám, gờ lâm lá và bỉu. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi tôi kết cho các bạn xem này. Đây, môn chơi là ở bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây trò chơi này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng. Một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để 4 người chơi. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi á là các bạn đeo cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth này. Nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây, đặt này. Cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. 4 người chơi, 1-3-1. Chắc chắn là một lớn nhất rồi. Đấy. Liêng luôn. Đấy là liêng luôn này. Đấy. Những nào còn lại này. Không có gì luôn này. Đấy. Máy báo 1 là một liêng luôn. Đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá. Bằng lưu âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên. Ví dụ có người vào hay người ra. Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhá. Các bạn có thể để báo nhiều nhà. Có thể là hai nhà hoặc tất cả. Có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển sang môn bài cào này. Hai. Đấy. Đó, nhìn hai máy 1, 2, 2 là 7 điểm lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn. Những nhà lại thấp hơn. Đấy. Đấy trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi các bạn bấm tăng người đâu, bấm luôn lượng này. Đấy. Test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam đó là môn bài binh Ấn Độ. Hay còn gọi là ba cây đôi. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, một bình Ấn Độ nhé. Để ngang dọc vài quan trọng này. Đấy, báo 1 thì là một lớn nhất. Đây, môn binh sáu lá các bạn nhìn này. Đấy, chuẩn chưa? Máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy bài CVK 900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK 900 đây. Đây, con máy bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêng luôn này. Đấy, máy rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ test liêng này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13.
đấy. Liêu 733 chắc là ba lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này. Bạn nhìn là 9 điểm này. Đấy. Đây một liêu nhá. Đấy, cái này cũng tăng giảm số người chơi như bình thường. Máy đặt đã báo rất nhanh. Cắt đi là báo rất là nhanh. Đấy là máy CVK 900. Đấy, có cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK 680. Đây, con này thì được nguyên trang trên một nền một chiếc iPhone 8, cũng trên nền một chiếc iPhone 8, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ test cho bạn xem này. Tất cả các máy nó sẽ có mã khác nhau nha, cho nên là không phải ai cầm vào máy mình có thể biết được các môn chơi như nào. Cái này phải đánh 3 cây liêng sản phẩm đủ hết. Tôi để 5 người chơi và báo hai nhà lớn nhất môn liêng đi. Đấy. Đấy, các bạn tăng giảm môn chơi luôn được này. Đây, đặt bài đây. Ngang dọc bài quan trọng, đặt là báo luôn. Đây. Đấy. 6 người chơi này, mẹ báo 3. À, xuống người chơi là 5 này, mẹ báo 3, 2. Đấy. 3, 2, 1, 2, 3. Đấy. 7 này. Đấy. Đợi 7. À, những nhà còn lại thấp hơn. Rất là thấp. Máy báo là chuẩn xác 100%. Đánh tiếp các bạn đây, bạn nếu các bạn giảm người chơi này. Đấy. Bấm vào đây này. Đấy, 3 người chơi. 2 người chơi gần báo hết. Để 3 người chơi nhá. ba một đây là tôi để cái bài xuống nó sẽ báo lại nhá. Đấy, thì đúng được có lẽ là 31 của nó là 31 này. Đấy, 3 này, 1 này, một liêng nhá. Đấy, bạn thấy không, chuẩn xác 100% luôn. Nó rất là nhạy, các bạn đặt bài đó là nó báo thôi. Đấy, ngang dọc không quan trọng. Đấy. Đây là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy. Tiếp theo là con máy đánh bài CVK nguyên trai trên nền mẫu Samsung. Đây, cho bạn xem luôn. Đây. Tôi sẽ test cho bạn môn bài liên tiếp nhé. Chuyển sang môn bài cào đây. Đây.